Hello anh em, chào anh em quay trở lại kênh của mình nha. Thì ngày hôm nay ngày thứ tư rồi anh em ơi, thì cũng cận kề cái ngày gần sắp hết event tuần rồi. Thì chúng ta sẽ tranh thủ lấy những cái phần quà và cũng như là tài nguyên về cho ẹt ha anh em. Rồi thì ngày hôm nay có khá là nhiều cái sự kiện để mà chúng ta lấy cái quà về cho ẹt luôn anh em. Thay vì chúng ta chơi event ở trong game thì chúng ta ra ngoài chúng ta chơi những cái là mini game nè, rồi có thêm cả một cái code code VIP anh em. Hết tháng mới rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhận code VIP ha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em lấy code VIP anh em ơi. Code này mới luôn anh em, mới cách đây tầm gần nửa tiếng vừa rồi anh em, nửa tiếng thì đã cập nhật code VIP rồi. Đây anh em vào trong cái phần này. Rồi đây là cái trang để mà chúng ta nhận code VIP đây anh em, đã mở trang rồi ha. Tức là tri ân khách hàng VIP. Thì anh em phải đạt được VIP 3 trở lên thì chúng ta mới nhận được quà code VIP nha anh em. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ cùng đăng nhập vô trong này nha anh em. Đăng nhập nha, đăng nhập tài khoản của anh em ấy. Hiện giờ thì Facebook đang lỗi đó anh em, Facebook đang lỗi thì anh em có thể nhấn vào trong kênh của mình đó để tìm một cái video để mà hướng dẫn cho anh em mà là liên kết lại với lại ad Facebook với lại ad của Gosu á, để mà chúng ta đăng nhập lại nha anh em. Đâu rồi, có cái clip đó cũng khá là lâu rồi anh em ơi, cách đây chắc cũng phải vài tuần rồi đấy. Rồi đây là cái clip fix lỗi đăng nhập bằng Facebook cho game Huyền Thoại Hải Tặc và Huyền Thoại Những Giả nè anh em, của Gosu nè. Đó thì anh em có thể vào trong cái video này để mà anh em làm nha anh em, để mà anh em lấy code VIP và cái thứ nha, chứ mà để nó treo nguyên một tháng mấy giống y chang như hồi đợt nữa là anh em không có code VIP đâu, quăng nít luôn ấy. Rồi cái link của cái code VIP này luôn anh em, cái link của chuyên khách hàng code VIP này luôn, và cũng như là link của cái video này thì mình sẽ ghi ở dưới phần comment để cho anh em vào cho nó dễ ha, để cho anh em xem cho nó dễ. Rồi đầu tiên thì mình đã đăng nhập được rồi anh em. Thì cấp VIP của mình thì nó sẽ dựa theo cấp VIP ở trong game. Thì hiện giờ cấp VIP của mình là đang là VIP 6 ha anh em, đang là VIP 6 thì những quà của mình thì sẽ là lấy quà của VIP 6 nha anh em. Rồi vào trong phần quà VIP tháng nè anh em, rồi nhận quà anh em ơi. Từ VIP 3 tới VIP 5 là sẽ có một quà, từ VIP 6 tới VIP 7 sẽ có một quà nè anh em. VIP anh em càng cao quà càng nhiều nha anh em. Ngon lành, ngon lành. Rồi vô bấm trong phần chi tiết là nó sẽ hiện quà. Ôi chết tôi rồi, lần này code VIP không có gọi là không có cái thùng bia rồi mấy ông ơi, chết rồi, không xong rồi. Ok, chúc mừng bạn nhận code VIP ha. Mình nhớ anh em code VIP hàng tuần á thì nó sẽ có gọi là hàng tháng chứ anh em, nó sẽ có thùng bia rồi các thứ anh em. Rồi khi mà bấm vô nhận code rồi thì anh em vào trong phần lịch sử ha anh em, nó sẽ hiện code cho anh em. Thì ở trong phần này thì anh em nhớ tìm cái ngày anh em nhận code nè, ngày nó hơi nhảy lung tung ấy. Đây code của mình là vào ngày 5 tháng 7 nè. Thì nó sẽ cho một cái dòng code như thế này. Rồi vô trong game nhập thôi anh em ơi, không biết là có thùng hay không nữa, hy vọng sẽ có mà không, chứ mình hồi nãy mình nhấp vô mình thấy code nó hơi cùi. Rồi đổi code nha, vô trong thùng thư lấy quà. Ôi phải có chứ anh em, 20 thùng. Code VIP bạch kim tháng 7 nha anh em, VIP bạch kim nha. Cái này thì dựa theo cấp VIP của anh em, phải VIP 3 trở lên chúng ta mới có quà nhé mấy ông. Ôi ôi được trái ác quỷ nè, su siêu cấp 20 thùng bia là thấy thích rồi đấy. Nhận nhanh luôn chứ để làm gì. Cái này là quà điểm danh. Quá đã, quá đã. Rồi tiếp theo nữa chúng ta vẫn sẽ còn một cái mini game nhỏ nữa nha anh em. Rồi nhận xong code VIP rồi đấy. Rồi một cái mini game nhỏ nữa anh em. Thì ở trong nhóm group anh em thì chúng ta đang có một cái mini game, đó là thử tài tinh mắt anh em ha. Thì hôm nay là một ngày đẹp trời thì nói chung là anh em sẽ tìm những cái điểm khác nhau giữa hai hình anh em. Thì chúng ta tìm được bao nhiêu điểm thì chúng ta sẽ comment theo cú pháp, đó là số điểm khác nhau và cũng như là cộng thêm cái UID của anh em nữa. Thì mình đã gọi là tham khảo và cũng như là tìm ra được một vài cái điểm khác nhau rồi. Bây giờ mình sẽ thử thôi, coi là có bao nhiêu điểm khác nhau nha anh em. Anh em cùng xem ha. Rồi đầu tiên thì chúng ta để mình chỉnh cái này cái đã anh em. Rồi sai màu đỏ để cho dễ thấy ha, sai bự luôn. Rồi đầu tiên đó là hai cái ống khói anh em, đây ở bên này không có nè, ở bên này không có nè, từ từ để mình nhấn lại. Đây bên này không có nè anh em, bên này thì có nè, là một ha. Rồi cái cửa sổ dưới này không có nè, cửa sổ dưới này có nè, là hai nè. Rồi tiếp theo nữa thì để mình coi coi. Đây anh em, tiếp theo nữa là cái khúc cái chỗ nhỏ nhỏ đây nè anh em. Đây ở bên này nó không có nè, anh em thấy rõ không? Mình zoom lên bự lên cho anh em dễ xem nè. Đây anh em, ở bên này có cái cục cục đá. Ở bên này thì lại không có nè, anh em thấy không? Đây là 3 nè. 4-5 điểm rồi đó anh em. Ta có tới 4-5 điểm gì đấy. Rồi, tiếp theo nữa đó là cái dưới này anh em ơi. Ở dưới này có cái cục đá bự, ở dưới này không có nè anh em. Đây cục đá bự dưới này không có nè, ở bên này thì có nè anh em. Đó, đó là 4 điểm ha anh em. Rồi còn 1 điểm nữa thì đây cái thùng màu đen ở đây nè anh em. Đây, đây một cái ở bên này không có nè. Đó là 5 điểm anh em. Thì tìm hoài thì không có điểm thứ 6 và cũng như là không có điểm thứ 7 anh em ha. Thì không biết là còn điểm nào hay không, nếu mà có thì anh em hãy comment bên dưới nha anh em, không biết là còn hay không nữa. Tìm lòi con mắt luôn rồi. Cái hình này thì nó cực kỳ là khó luôn anh em ơi. Nó chỉ có hai màu đó là màu đen và màu trắng thôi, và hai màu này nó phản lại vô con mắt của chúng ta, nó rất là khó chịu anh em. Không biết là mấy ông admin nghĩ sao lấy cái hình này ra để mà cho anh em chơi nữa anh em. Đó, nói chung là được 5 điểm đấy anh em. Thì anh em tìm được điểm thứ 6 thứ 7 nữa thì anh em hãy comment bên dưới nha, chứ mình là mình thua rồi đó anh em. Không tìm được thêm nữa ha. Rồi, khi mà tìm được 5 điểm rồi đúng không? Thì chúng ta sẽ comment theo cái cú pháp đó là anh em hãy comment nha anh em. Cái link của cái bài này nè anh em thì mình sẽ để dưới phần comment, mình ghi lại luôn nha. Ở trong này là nhóm chính thức nha anh em. Nhóm group hải tặc đại chiến, nhóm chính thức nè. Đó, thì chúng ta vào trong này chúng ta comment nha. Phải vào trong group mới chơi được nha anh em. Rồi, anh em like ủng hộ nha. Rồi, và cũng như là ở trong này á, thì sự kiện này nó sẽ kéo dài tới hết ngày 6 anh em. Nên là ngày hôm nay chúng ta xem được event đó thì anh em chơi luôn đi. Quà thì chúng ta sẽ được Belly, kinh nghiệm nè anh em, thẻ huyền bí 500 anh em, cháy quỷ 10 nè. Và cũng như là nhiệm vụ khó 20 luôn nha anh em. Cái nhiệm vụ khó 20 này hơi bị ngon anh em, nếu mà anh em hên đó anh em có thể kiếm được Rio, và cũng như là những cái nhiệm vụ SS, nhiệm vụ 6 sao và 7 sao luôn, khá là ngon luôn nha anh em. Đây cái này là hơi bị hiếm luôn nè, nhiều ông rồi là pha không được nè. Rồi ok, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng comment nha. Mình thì là tìm được 5 rồi, thì anh em nhấn 5 cộng UID của anh em có thể vào trong game, nhấn vô trong này anh em xem nha. UID của mình là 170 nè, 170 974 92. Rồi ok, đây là cái UID của mình nha anh em, 170 97492 170 97492. Rồi ok, anh em comment như vậy rồi đợi lấy quà thôi anh em. Đó, rất là ok nha. Rồi, cái link của cái phần code vip này mình sẽ ghim luôn anh em. Rồi link của cái mini game này ghim luôn. Rồi link của cái đăng nhập này ghim luôn nha anh em, để cho anh em dễ xem. Rồi, đợi ngày lấy quà thôi mấy ông ơi. Coi ngày hôm nay có gì chơi không? Hôm nay như là có luyện tập thử thách đâu nè, đóng sau một ngày mấy luôn hả? Cái thử thách ngày hôm nay thì mình chắc là mình cancel bỏ qua ha anh em, bởi vì mình bị chệt hết một ngày rồi thì phải đấy. Chệt hết một ngày rồi, để ngày mai đánh cũng được anh em. Ngày hôm nay chúng ta đi leo thụ tiếp đi. Ngày hôm qua spam đi leo qua cái ải này mà qua không nổi anh em ơi, nó đánh cháy quá, chịu không nổi. Thật sự đánh khá là cháy luôn anh em, chịu không nổi ấy. Bớt âm thanh lại để ồn. Cái team đầu của mình thì nói chung là xém win thôi anh em. Ui mẹ ơi, vậy mà không win nổi luôn kìa. Coi team 2 có win nổi không nha anh em. Tóc tụi nó cao quá. Tóc tụi nó khá là cao luôn anh em, nên là chúng ta nó chọt rất là đau. Nhưng mà được cái con Shin Hoshi của mình á, thì nó có hồi sinh với lại... Ui, mới hồi sinh lên chết mèo. Nó có hồi sinh với lại có bất tử 2 lượt á, nên là cũng câu kéo được một vài tên để cho Sanji đốt anh em. Nhưng mà cảm thấy đốt không suy nhê máu là mấy hả. Bây giờ để con Nami Wano chết hồi sinh, để mình Nami Wano tăng cờ. Giáp của thằng Sạn rất là dày luôn em, nhưng mà khi mà bể cái giáp á là coi như là em nó gãy anh em. Thằng Sạn này đi chung với lại con Bích Ghi anh em, nó cộng dồn giáp với nhau anh em, rất là trâu. Bết ghê thì cộng giáp theo máu của nó. Còn thằng sàn thì là cộng thêm máu theo công của nó nha anh em. Hình như là 1000% công ấy anh em. Wow, chết rồi kìa. Cứ đùa. Anh Kim cứ đùa em. Đó, chuyến này bào thêm quà để mà chuẩn bị cho cái event hot event sắp tới nha anh em. Thì Big Mom đồ sắp tới nha. Thì đúng không, tuần sau thì mình ráng cố gắng lấy tầm cỡ chừng để coi coi. Má ơi, nếu mà may mắn thì chừng 200 nón, còn không thì 600 nón y chang hồi đợt anh em, để lấy cái bảo vật VIP ha. Vừa hồi sinh lại bị chết nè. À, Nam Y. Bốt tụi này hầu như không nổi luôn anh em ơi. Anh em coi kìa. Phá nộ nữa chứ. Để đổi đội hình đánh thử anh em, ngày hôm qua hôm kia gì đánh mà vẫn không lại ha anh em, rất là khó. Tí hồi nữa sẽ xả tài nguyên để đổi ngọc nha anh em. Cái bộ ngọc của mình thì hiện giờ thì chưa có cái ngọc nào mà gọi là xịn sò hết trơn á anh em ơi. Có ngọc vàng rồi nhưng mà chưa có ngọc đỏ. Ngọc đỏ không biết anh em kìm như thế nào luôn. Khá là may mắn anh em, mình quay hoài mà không ra. Kể cả chúng ta có luôn cả cái VIP luôn anh em mà nó cũng không có nữa. Ê, cái trận đầu tiên này mình thấy nó dễ thở hơn rồi. Win team thứ hai nè anh em. Chết rồi, Zero Oxy hết rồi là bất tử rồi. Kèo nào cũng có một con Yuta hết trơn, rất khó chịu anh em ơi. Nó trọt đầu thôi rồi ấy. Đúng rồi, đốt mạnh vô. Không gãy nổi. Kèo 2 mình nghĩ được anh em. Kèo 2 mình nghĩ win được. Chỉ có gãy là gãy ở cái team của thằng sạn thôi. Ủa nhưng mà cái team bên này tại sao là có tới 2 con tanker ta? À, chắc là mình bỏ bớt con Bullet ra anh em ơi. Bên này thì có thằng Lù với lại thằng Bullet cân team được rồi, dễ win rồi. Đúng rồi, bỏ thêm để coi coi. Lawano ơi. Cho quỷ thì chết sớm nè. Để nó tăng công cho team anh em. Rồi lại nha. Bên này để thêm con Bullet để áp chế đối phương anh em chứ mà. Ôi, Bullet đâu phải để lên hàng đầu chứ anh em nhờ. Để hàng sau thì nó hơi kỳ tí, tăng cơ mà để hàng sau hơi kỳ. Đúng rồi, áp chế nè, đó. Phải như vậy. Hồi sinh, hồi máu. Đúng rồi, hồi sinh Yuta nó mới ghê chứ anh em. Ngon rồi đó anh em, quá đã rồi đó. Ồ, con Bullet nó đánh kìa. Đam nhìn chí mạng vậy thôi chứ không có bao nhiêu nha anh em. Đó anh em thấy không? Cho con Bullet vô cái rồi nó khát bọt liền. Thôi rồi, nó phá nộ rồi. Kích nộ lại, đúng rồi. Anh Bullet đấm cái nhẹ tụi nó cái nữa đi anh. Đúng rồi. Tuyệt vời. Ok. Team 2 thì không biết sao đây. Team 2 có thằng Lù anh em với lại con Pudding. Ủa nhưng mà hết tăng cơ rồi. Team 2 hết tăng cơ rồi mấy ông ơi. Còn mỗi thằng Lù sao mà cân nổi cái đám này đây. Hy vọng là cân được ha. Ui, rút độc kìa. Ôi, được anh em. Cái kèo này để mình coi coi. Có thể cho thêm một đứa nữa vô để hỗ trợ thằng Lù. Thôi, để như thế này đi. Bấm bỏ qua cho nó dễ win anh em ha. Win không? Không win. Mình cảm giác như là win được anh em. Không phải là không đâu. Chết rồi, không win nổi rồi. Ây da, thôi để hồi lượt rồi đánh sau ha anh em. Rồi bây giờ ra xả tài nguyên để lấy bộ ngọc đi anh em ơi. Hiện giờ ngọc của mình thì nói chung là cũng khá là được. Đánh quỷ PK này coi. Đánh khó thử coi như thế nào nha anh em. PK này thì như là nó sẽ bên kẻ địch bị vừa tấn công. Ôi, đánh rồi chí mạng không ta. Quỷ PK này khó chịu lắm anh em. Này mà có thêm con Pudding vô đánh nữa thì ôi dồi ôi rồi. Đánh thử chế độ không có đánh chí mạng được nó nha anh em. Chúng ta chỉ gọi là đánh mấy đam thường với lại đam sát thương chuẩn thôi. Con này thì đang đánh cái chế độ khó thử coi đánh qua nổi không. Anh em thường thì mình sẽ đánh trung bình. Trời ơi chết rồi, con bút đi nó đánh tàn là chí mạng không rồi sao. Kèo này nó phải up con Shiroshi lên 10 sao sớm nè anh em ơi, để cho nó bơm máu cho tim. Tại vì còn có hồi sinh nữa ha. Đánh mấy con quỷ boss này khá là ngon luôn ấy. Cỡ 10 sao E1, E2 anh em chơi được rồi. Nếu lên E5 nữa thì càng tốt, nhưng mà E5 thì dành cho những ông nào nạp tiền thôi anh em. Team mình hiện giờ đang khá là thiếu về cái vụ bơm máu này. Chắc là phải lấy Budin ra, nó bóp anh ba của chúng ta nhiều quá. Kèo này win nổi không em biết, rút độc khá là đau. Con này thì anh em xài cái team rút độc cũng được anh em. Team rút độc đánh cũng ổn lắm ấy. Nhưng mà mình nghĩ win đó nè. Chết rồi, càng ngày đánh càng đau ta. Rút độc ở 2-3 cái nữa là nó chết rồi. Nó đang có cái giáp ảo nè. Quỷ này nó có giáp ảo nha. Sợ không có đủ đam giết nó nè anh em ơi. Ây da, Billet đánh nãy giờ không xi nhê luôn em, chủ yếu để tăng cờ thôi. Rồi không đủ lượt giết luôn à. Ây da xu thế nhờ. Bỏ con này ra đi, cho con Lawano vô nè. Lấy thêm ít cái bất tử. Anh ba có đốt rồi anh em. Anh ba đánh có đốt rồi. Bất tử nè. Con này thì nó không có dính CC ha anh em, nên là chủ yếu là để gắn vô tăng cơ thôi. Cái này mà có thêm con Shiroshi vô nữa đánh rất là ngon luôn á anh em. Nhưng mà 10 sao nó mới cho mình đánh ha. Shiroshi mình xui quá mới có 9 sao. Bỏ con Budin ra anh em, Budin vô trong này cũng không có gây đam được nhiều đâu. Mà còn bóp anh ba nữa, nên là cứ cho nó ra ngoài đi. Đúng rồi, nửa cây máu nữa kìa. Bất tử cho cố vô rồi chết. Thôi hết hồi sinh luôn rồi. Ây da, hai lượt đánh boss của tôi đi vào mây khói rồi. Anh ba sắp hẹo rồi mấy ông ơi, nửa cây máu boss à. Quá trâu. Vậy mà nó để vậy mà nó còn ra thêm chế độ địa ngục nữa chứ. Chọn chế độ địa ngục nữa chứ anh em. Cái đó dành cho mấy ông nào mà chơi lâu năm mà nạp tiền rồi là liên hồi á, liên tục quá anh em, thì may ra mới lụm được quỷ boss này. Hầu như là mình không chết anh em, nhưng mà mình không đủ đam để mà giết nó thôi. Đó anh em thấy không, má ơi gãy hết hai lượt đánh boss luôn rồi. Cày thế nhờ. Rồi ok vô chế tác thôi anh em. Thì anh em thường chế tác ngon thì có đá xanh dương với lại đá xanh lục đồ này, mình thì không có ha anh em, nên thôi chế tác chay ha. Đang có bụi rồi các thứ với lại cái đá nâng đồ thì cũng ok, nên làm vài phát ít 10 thử coi coi là nhân phẩm của mình coi có ổn hay không nha anh em. Thổi được cái này tóc toàn là đá cùi bắp không anh em ơi, đá cùi bắp không à. Để coi có cái nào 3-2 hay 3 dòng tóc hay không anh em, bỏ vô không có luôn. Không có luôn anh em ơi. Chưa kể bây giờ nó ra thêm mấy cái đá mới nữa anh em ha, đá mới nữa, trời ơi luôn á. Tiếp. Ủa được viên tím nè anh em. 7% sát thương chuẩn, 2 giảm sát thương. Ủa cái này cho tướng đấu sĩ hả ta. Ồ sát thương chuẩn này cũng được. 2 viên xanh lục nè. Thủ chí mạng chính xác. Tóc nè, đôi 2 tóc à, vải trưởng. Mấy cái viên xám này chắc tách ra đi chứ để làm gì anh em nhờ, xài cũng không được nhiều. Này được viên này nè anh em. Vậy mà nó không ra viên vàng hay viên đỏ anh em nhờ. Rồi làm phát nữa anh em. Được viên 2 viên xanh lá, được viên tóc với lại công nè anh em, vừa tóc vừa công nè. Phần trăm công. Mấy cái chỉ số này nó cùi lắm anh em. Cái chỉ số của đá xám này nó cùi thôi rồi luôn á. Làm thêm nhét nữa coi. Ôi trời, được viên xanh lam anh em. Lam ngọc. Ui, hai công. Công thủ 4,mấy% công nữa. Cái này ngon nè anh em. Cái này cho con thằng lù anh nô ngon nè. À ok, để vô gắn cho thằng lù anh em ơi, chứ để quên. Cái này ui, hai dòng tóc luôn. Một dòng tóc. Xuyên thủ 100 công. À, thấy cái này được nha anh em, thấy cái này được nè. Tăng sát thương vào kiếm sĩ. Đây. Đây anh em. À, một đống dòng công luôn nè. Công rồi phần trăm công rồi thủ nữa nè anh em. Ở bên này thì mình đã build trước đó một vài con rồi ha anh em. Nói chung là cũng tạm được. Chính xác, máu chí mạng. Tóc công máu. Phần trăm máu nữa nè anh em. Thường thì mình gắn cho con Billet này phần trăm máu không à. Xuyên thủ. Này, hai dòng máu nè. Mình thay thử coi có cái gì ngon hay không. Mấy cái chí mạng này kỳ quá. Sát thương chuẩn nè. Hai cái giảm thương. Ai có cái giảm thương cái này. Sát thương chuẩn chính xác đó nè anh em. Rồi thay cái này vô đỡ. Rồi làm thêm phải ít 10 nữa nha. Nay bào một ít tài nguyên bên này đi anh em, cũng hơi dư cái vụn đá quý một tí. Ôi được viên tím nè. Giảm sát thương chí mạng. Giảm sát thương chí mạng. Ôi hai dòng giảm thương chí mạng luôn anh em. Cái này là cho tướng hỗ trợ ha. Hay da, không có tóc luôn, cùi quá nhờ. Đây có được một dòng tóc nè. Ngọc lục bảo. Tiếp phát nữa đi. Rồi, chả có gì ngon hết anh em ơi. Quất phát nữa coi. Ô, được viên tím nè anh em. Trời ơi, nó cùi. Tăng 14,mấy% chặn. Cay thế thôi. Để bữa nào rảnh thì có thể xả thêm anh em ha. Này, ngày hôm nay đã xả nó như vậy là ok rồi. Ráng cố gắng kiếm được viên đỏ ha. Thôi giờ anh off rồi. Rồi các anh em thì đó là video ngày hôm nay ha. Thấy hay hãy cho mình like, theo dõi kênh nha. Có rất nhiều nha.